Gần đến ngày sinh, bất cứ những dấu hiệu nào cũng khiến mẹ bầu thắc mắc và lo lắng. Đôi khi đó là những dấu hiệu chuyển dạ giả, khiến cho mẹ bầu thường hoang mang và lo sợ. Hiểu được càng nhiều thông tin về cơn chuyển dạ giả sẽ giúp mẹ chủ động và có cách đối phó an toàn hơn. Chuyển dạ là một quá trình sinh lý có hiện tượng ban đầu là cơn gò tử cung xuất hiện một cách đều đặn, ngày một tăng dần. Sự tiến triển của ngôi thai lọt qua khung chậu của mẹ, sự xóa mở cổ tử cung cũng cùng với sức dặn của mẹ, kết quả thai nhi và nhau được sổ ra ngoài một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, có những dấu hiệu chuyển dạ giả xuất hiện sẽ khiến mẹ bầu nhầm lẫn và lo lắng thái quá về sự an toàn của thai nhi. Đặc biệt đối với các mẹ lần đầu mang thai, hãy cùng tham khảo cách phân biệt chuyển dạ giả và thật sau đây để an tâm hơn các mẹ nhé. 1. Mức độ đau. Cơn đau chuyển dạ xuất hiện đồng thời cùng với các cơn co thắt. Cơn đau thật sẽ bắt đầu từ lưng dưới rồi bao quanh hết vùng bụng, kể cả bụng trên và bụng dưới, và có thể bị đau cả hai bên bắp đùi hoặc là hai bên sườn. Còn cơn đau giả thì chỉ thường đau vùng bụng dưới mà không lan sang vùng bụng trên và sau lưng. Cơn co thắt thật sẽ mạnh, đau và khó chịu hơn, trong khi những cơn co thắt giả sẽ diễn ra bất ngờ, không thường xuyên và khác nhau về độ dài, cường độ. 2. Tần suất đau chuyển dạ. Thông thường, những cơn co thắt thật sẽ đều đặn hơn với tần suất mỗi lần khoảng từ 5 đến 7 phút. Hơn nữa, khi xuất hiện cơn đau chuyển dạ thật, mẹ sẽ có cảm giác như vùng xương chậu bị chèn ép mạnh. Cơn đau thường được miêu tả là đau quặn thắt ruột, càng lúc càng dồn dập với cường độ tăng dần và có thể không thuyên giảm dù mẹ đã thay đổi tư thế hoặc làm bất cứ điều gì. Điều này ngược lại với cơn đau giả vì chúng sẽ giảm đi đáng kể hoặc biến mất khi mẹ chuyển sang tư thế ngồi hay là nằm và ngược lại. 3. Đau ở đâu? Chuyển dạ giả, bạn thường chỉ cảm thấy nó ở phía trước bụng hoặc là xương chậu. Chuyển dạ thật, các cơn co thắt dữ dội hơn và có thể bắt đầu ở lưng dưới và di chuyển ở phía trước bụng, hoặc chúng có thể bắt đầu trong bụng của bạn và di chuyển đến lưng của bạn. 4. Cơn đau có cải thiện khi bạn di chuyển không? Chuyển dạ giả, các cơn co thắt có thể dừng lại khi bạn đi bộ hoặc nghỉ ngơi, hoặc thậm chí có thể dừng lại nếu bạn thay đổi vị trí. Chuyển dạ thật, các cơn co thắt vẫn tiếp tục mặc dù bạn di chuyển hoặc thay đổi vị trí như thế nào, thậm chí kể cả khi bạn cố gắng nghỉ ngơi. Khi thai kỳ bắt đầu vào tháng 7 đến tháng 8, cơ thể mẹ bắt đầu có thể xuất hiện các cơn co thắt giả với cường độ nhẹ khiến mẹ cảm thấy bụng dưới râm ran. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Mẹ bầu có thể đi bộ, thư giãn bằng cách tắm nước ấm hoặc nghe nhạc, massage để cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Uống 1 đến 2 cốc nước và tập vài động tác thư giãn hoặc thở chậm và sâu để giúp giảm cơn đau thắt. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.